Con chào các Ok, bác nha. ok À, xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hoàng Hiền đang cùng với lại hai anh ông tí hon đang đứng ở một điểm view, phải nói là cực phẩm luôn nhỉ. Đó. Tuyệt đẹp luôn. Hiểu À, view mát lắm các bác, đẹp. Một bên là lúa chín. Đấy, bên này sắp gặt đến nơi. Bác này lúa đẹp nhỉ. Đúng không? Rồi, nó ếm. Hạt cây bãi này là cây không tốt mấy đâu nha, nhưng mà hạt nó cực nhiều, đúng không? Đấy, nó phải thế đã luôn. Hôm nay thì Hoàng Hiền đang cùng với lại hai anh đông tí hon, mấy anh em mình ra thăm nhà chị Hiên. Đấy, nhà chị Hiên thì đang làm nhà. Đấy, món quà của cô Thúy Hằng bên nước Mỹ giúp đỡ nhà chị Hiên làm nhà, thì thợ là mấy hôm trước là đã chát xong hết đấy, và ngày hôm nay thì tiến hành là láng nền, lát nền gạch hoa của nhà chị Hiên. Thì mấy anh em chạy ra đấy, xem tình hình này, các bác là lát nền xong chưa đấy. Sau đó thì là một hai hôm nữa là sẽ hoàn thiện nốt về mái đấy, nữa là xong sơn nhà đấy. Sơn thì là nhà chị Hiên thì là cũng bên phía công ty sơn Liho đấy, tặng sơn cho là chị Hiên. Thì hôm trước thì Hoàng Hiền cũng đã cùng với chị Hiên và con của chị Hiên nó đi chợ sơn về rồi. Đó, màu xanh giống như nhà cô Toán tí hon, rất là đẹp. Đó. Con chạm cho bác một bài nhá. À, được. Bài bài gì anh? Cần phố buồn Thành phố buồn ờ á? À, ok. cần phố nào nhớ không em, trời đúng mình để đêm đêm buồn, cần phố nào đi em đã đổ. Thương bài cho bác em hát xong Nhưng các bác cũng bài Anh cũng tặng luôn một bài. vâng Anh à, bài 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 gì? Huế 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 gì? Huế mộng mơ, Huế mộng mơ à? À, được. ngày anh đi cái Huế mộng mơ, Huế mộng mơ, Huế ở ngà biển, Huế Huế yêu ngưng, Huế đang gần đây, Huế ơi anh yêu Huế ghét lắm. À, vỗ tay vỗ tay. Được, ok. Đây, đừng đứng dịch này, em chụp ra kiểu kiểu ảnh chấm hết luôn. Đấy, tầm tầm đấy được rồi, tầm đấy được rồi. Đấy, lấy cả cái hoa đằng sau kia tí nữa. À, được rồi, anh dịch dịch cho tí, dịch cho tí. Đấy, miệng nhá. Anh đứng bên này. Anh đứng dịch bên này đi. Tay của anh giơ cái này. Đây, đấy, tay của anh giơ cái này nha. Đây, đứng cái này. Tay tay hướng hướng cái này. Đấy. Tay của anh Đông cũng đứng cái này, giơ cái đấy. Đấy, thẳng thẳng tay, thẳng tay. Thẳng tay. Đấy, thẳng lại, giơ thẳng lên. Đấy, mình đang kiểu mình đang chỉ hướng trước. Đấy, mặt 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 nhìn đây, mặt nhìn đây. Đấy. Tay anh Đông chéo bên kia tí. Đấy, chéo bên chỗ anh Đông này này. Rồi, ok. Nào. Nhìn này, chấm hết đấy. 2 3. View này đúng view triệu đô luôn. 2 3. Ok, cực phẩm luôn. Nhưng mà phải nói bãi núi này đẹp nhỉ. Mình cứ mang nhìn này. Đây nó lép hay nó ta đây? Nếp nếp anh chồng ạ, phải nếp không hả? Hạt to hơn mà, đúng không? Đẹp nhá, thực phẩm đấy. Bãi này mới là núi ta này, đúng không? Núi ta nhìn phát biết ngay. Hoàng Hiền cứ đi đến cánh đồng lúa là lại thích các bạn. Ô nhưng bãi này bị nép nhiều anh Đông ạ. Đây này. Bị nép nhiều. Đây như cái dưới này là nép này. Nép ấy. Đấy, được cái trên đầu này. Nói chung là bãi này không đẹp bằng bãi bên kia. Bãi bên kia là view chấm hết. Tuyệt vời. Đấy, anh Đông đi hoàn anh đi xe đạp điện này. Giỏi không? Đấy. Đi đường lại phi vào rào. Từ không biết đi giờ phi vào rào nào chưa? Hả? Quen rồi. Sao? Anh quen rồi. Quen rồi gì? Nhưng mà từ hôm đấy này đã phi vào nào chưa? Chưa phi vào nào à? Vì mấy hôm trước thì đi quen thì phi mấy hôm này đi quen rồi. Yeah.
đi đây, biết đường rồi đúng không? À. Đông rồi anh đi, xe anh đổi rồi đấy. Đâu khi vào thì sẽ đến đâu. Bây giờ còn gây nữa không? Không kìa, bị quen rồi. Không run nữa à? À, thế là được. Anh ông bé có tập đi xe không? Đó. Sợ rồi à? Anh đâu cũ thì trước tập ngã nhớ đòi không dám đi đường này à? Đường này có nhanh hơn không? Nhanh hơn à? Trời, nó vừa mưa mấy này cứ thỉnh thoảng mưa tí. Nhớ đường đấy, làm gì ở đường này? Úi dồi, đường mới này à? À, đúng rồi, đúng rồi. Xe có sinh nhan à? À? Xe có còi, không có sinh nhan. Còi xe làm điện có còi. Đây là xóm Đồng Lưa không anh nhá? Nhà văn hóa xóm ấy. Nhà chị Hiên ở xóm Tân Trung, thuộc sông Công. Hai xóm giáp nhau. À, đấy, lên TV rồi. Lên TV rồi nhá. Phan Hâm Mộ. Còn lại chuẩn bị ở giai đoạn view đẹp cánh đồng lúa quê hương. Anh rồi đấy. Đấy, view đẹp không? Lại cung đường hình chữ S nhá. Nhưng mà đây là lúa muộn. View đúng là chấm hết luôn. Đẹp tuyệt vời luôn. Mát mẻ. Sống trăm tuổi. Anh Đông bé là chưa ra nhà chị là nào nhỉ? Anh ấy. Ờ. Tôi bé ra ngoài lần đầu tiên à? Ờ. Lai mới được đi á? Còi hóc vết đi. Đúng rồi, còi đây. Cua. Lại ra cái đồng lúa. Cứ ra đồng lúa là mình phải thích. View nó phải nói là chấm hết luôn. Lúa chín này thì ở Việt Nam chúng ta thì có rất nhiều những cái thửa bậc thang đẹp. Đấy. Nếu như đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long là những cánh đồng ruộng lúa mẫu lớn, đấy, hai cái đồng bằng lớn nhất nước ta, thì
ruộng bậc thang ở Việt Nam chúng ta, thì đặc biệt là những cái tỉnh vùng núi phía Bắc là những cái vùng mà có ruộng lúa bậc thang phải nói là đẹp mê hồn người. Trong đó thì có thể kể đến như là Mù Căng Chải, Yên Bái đó, nơi có đồi mâm xôi, các bác đi chắc ăn cực mê luôn. Sau đó thì được kể đến Bát Sát, Y Tý của Lào Cai đấy, cực phẩm luôn. Ngoài ra thì cũng phải kể đến là Hoàng Su Phi của Hà Giang đó. Ngoài ra thì còn rất nhiều những cái tràn ruộng bậc thang khác nó vắt ngang trên khắp các cái bản làng vùng cao, cực phẩm luôn. Mà mỗi khi du khách đến thì chỉ có đắm say trong cái vẻ đẹp của nó, đắm say, say đắm luôn. Mời các bác ra thăm nhà. À, hình như mưa thợ về hay sao? Có chị Hiên đây không? Không. Còn đang nát mưa về rồi. Đấy được, bên này đem mặt bằng xong rồi. Đẹp cả. Hả? Đẹp đấy. Đẹp chứ, tuyệt vời luôn. Đẹp. Đấy. Đẹp chưa? Sáng bóng luôn, gạch 60-60. Mới nát là một phòng. Bên kia là lấy bằng xong hết rồi. Chắc là không mưa rồi mấy ông. Đừng có đừng gạt anh đâu rồi. Đừng gạt kệ. View mát đúng không? Các cái góc còn đá là đặt xong hết rồi. Này nó tạnh nhưng mai láng sáng mai sóng sớm. Mai mỗi đến mặt bằng thôi. Bên này mai dán nữa là được rồi. Mai cũng mưa các ngày ngày không cứ. Nay cũng mưa xong sớm rồi gì. Sơn thì hiện là để bên nhà bên kia. Tường này là khô hết rồi. Khô cong rồi. Chào chị Hiên. Chào chị Hiên. Khỏe chứ? Khỏe. Có yêu thế nào? Không. Nó cười ghê đấy. Ngày sắp làm xong nhà. Mừng không? Rất mừng và rất vui. Cười phé phé rồi. Đội thợ vừa về à? Đội thợ vừa chuyển đồ về. Mưa quá. Mưa chuyển giáo. Có pha. Năm mình như thế này đẹp. Và đẹp vui. Vâng. Tháng chỗ. Và đẹp. Chị biết ai đây không? Anh Đông, cái hoan cũ. Ai à? Còn kia anh Đông, cái hoan mới. Sao lại biết anh này? Anh này hôm xem ở video là có. Vừa hôm qua xem video hai anh Đông, cái hoan ăn gà. Rồi. Mày vẫn theo dõi video hàng ngày nhỉ? Vẫn ngày nào cả xem. Đã follow chưa? Đăng ký chưa? À, đăng ký rồi thì chị Yên à? Yên á? Chị Yên. Hiên. Chị Hiên à? Hiên chứ mình là Yên. Các bác theo dõi video của Hoàng Hiền, thả cho Hoàng Hiền xin một lượt đăng ký.
một like đăng ký cho các diễn viên điện ảnh trên kênh. Hai anh đứng cạnh chị Hiên này, ông nào xem chị Hiên cao hơn nhiều không? Ở đây. À không, đứng vào chỗ trong này nó mới bằng này. Đây. Ừ. Thôi em chụp kiểu ảnh bìa video nát lên cho chị Hiên luôn. À. Mỗi ông một bên, cho chị Hiên đứng giữa. À. Đấy. À. Nhìn đây nè, nhìn đây nè. Hai, ba, cười lên cho vui. Thẳng thẳng người nè, thẳng nó xem ông nào cao hơn. Các bác nhìn xem ạ. Hai ông này bằng nhau ấy nhỉ? Đúng bằng nhau, nó đều đến vai chị Hiên một tí. Chị Hiên là cao hơn một cái đầu luôn. Đấy, và cái cổ. Hai ông này chỉ có đến gần một tí nữa. Được rồi, anh Đông thì gần tí. Để nhìn thẳng, đứng thẳng, anh Đông thẳng người đấy. Anh thẳng đầu nhé. Thẳng mà thẳng mới nhìn được xem cân hay không chứ. Ừ, rồi, ok. Được rồi, chụp được rồi. Chị Yên ở đây còn mát thật. Có bờ tre đằng sau. View triệu đô. Mát mẻ. Các diễn viên điện tử. Cái này chị Yên chặt đi chị Yên ạ. Ừ. Mai kia làm xong mới chặt được. Bây giờ xong rồi chị chặt đi, biết vì sao? Vì cây có chết. Đúng rồi, người ta không muốn để. Người ta kiêng kỵ là cây chết. Ừ. Thế biết thế mà không phang đi, để... Đây là mấy hôm là công ấy, để giáo ở đây ấy. Ừ. Cái này nó tự nhiên lại tùa được nhỉ? Nước xi nó chảy nhiều quá. À... Động nước, mẹ, nước xi nó ngấm vào. Là chết á? À? Chết được cây á? À? Ừ. Chặt đi. Đang bảo đón trẻ về xong mới chặt. Đón bọn trẻ con á? À? Ừ. Bây giờ chưa đón, chưa đón à? Chưa, con lớn thì chỉ bị về, còn con bé thì phải 4 rưỡi. Nó mới tan á? Cái Phượng á? Phượng thì 4 rưỡi, còn Linh thì 4 giờ không đến. Cái Linh thì sao phải đón? Nó hôm ngày nó kêu đau chân. À, đấy chị đèo nó đi à? Ừ. Thế nó học cả ngày á? Học buổi chiều. Thế sáng học không? Không, bây giờ nhà trường nó chưa ấy được, chưa gọi là chưa... Đủ lớp à? Chưa đủ lớp để nó học nghề buổi sáng. Ừ. Nó chỉ học bộ kiến thức buổi chiều thôi. Thế nó học buổi chiều suốt? Ừ. Ngay đang kêu mẹ ơi đau chân. Chả biết hôm qua ngã đâu. Ngã? Chả biết nó mắc dây, nó đi câu kẹo đâu, nó mắc dây, nó ngã. À. Câu cá? Ừ, mỗi hôm nó vẫn ra sông rồi nó có cá. Sông nào? Sông ngoài. À, cái kênh đào mà trước đội bọn em với bà Toán với bà gái bắt cá đấy gì? Ừ. Bà kênh gì? Ừ. Câu rô phi à? Ừ. To không? Bằng bàn tay to hơn bàn tay. Bàn tay cơ á? Ừ. Ai à? Ba câu được mấy con? Ba, bốn con. Mấy người đi câu? Bốn đứa. Ai nữa? Phượng, Ninh, Phương, mấy thằng Bình. Ôi giời. Tạm bọn nhìn nhít đấy á? Ừ. Dạ, ừ. Dạ. Hàng đi câu à? Nước bé đúng không? Nước bé. Ừ. Nước to đừng cho nó ra. Nó trượt chân đấy là hỏng. Thì nó mới thích đi câu chứ mọi hôm nó đi học suốt đi. Ừ. Nhưng mà để ý nếu mà nước to đừng cho con đi. Ừ. Nó trượt chân đấy, nó biết bơi đâu. Bây giờ nước nó mới về. Ừ. Mấy hôm là nước nó cạn. Ừ. Cái Linh nó có to được nhưng bọn cái Phượng với bé hay cho ở nhà nó đi làm gì? Phượng cháu đi học. Biết rồi nhưng mà nếu mà nó đi cho nó ở nhà thì cho nó đi. Ừ. Nó ở nhà nó chơi với em Hoàng nhỉ. Ừ. Mai ông nát, ông chăn nát chát nó dưới này. Ừ. Ừ. Ba diễn viên. Chị Hiên là vào nhà ông này nào chưa nhỉ? Chưa, chị vào nhà anh này. À, vào nhà anh này rồi. À, hôm mà chị trèo cái ổi, gãy cái ổi nhà ông ấy. Nhớ không? Nhớ. Ừ, hôm đấy là có Hoàng Hiền này. Và chị gái này. Thành. Ông Đông này. Ừ, thằng Thành gái này. Ừ.
anh Đông đi hon này. Đó. Nên là hôm đấy là lên vào đến cổng phát này anh Đông có cái ổi rất to. Thế là chị Hiên chị trèo lên một cái. Thế là do chị Hiên này chị quá nhẹ. Đấy. Thế là chị xoa một cái. Mấy anh em mới được trận cười no bụng. Nó lê sao bịt mồm cười. Sao bịt mồm cười. Nghe ít mà em nghiêng gần này. Anh đang nghĩ lại anh buồn cười à? Chết cười với dàn diễn viên điện tử. Thế đội đội thợ là sáng ngày làm đây à? Sáng ngày năm này. Chưa ăn cơm đây à? Chưa ăn cơm. Ông Trung ông tự mang đồ nấu đây à? Ông Trung ông mua đồ về đây nấu. Nấu nhờ nhà bà đây à? Ừ. Chưa thợ nghỉ luôn đây. Chưa thợ lên phòng giường nhà bà ngủ. Ừ. Mua đồ nấu nhờ chiều làm luôn. Đỡ về nó xa. Rồi sắp xong nhà ngon nghẹ rồi. Đấy. Có nhà đẹp sử dụng rồi. Ừ. Mỹ mãn rồi. Mới. Bắn máy mai rồi lát gạch xong nhá, đã sáng rồi nhá. Bắn máy lên cái là nó vuông đét rồi, lát gạch à sơn nhà lên cái là nắp cửa mà nữa là nó tuyệt vời luôn rồi. Đấy, biển nó khô hết rồi, cái này khô hết, chỉ đợi bắn máy xong là mình sẽ sơn được luôn. Đấy, là ok luôn rồi, à, lên nhà mới luôn. Đấy. Ừ. Rực rỡ ngôi nhà của chị Hiên rồi. Chúc mừng nhá. Xong rồi là cố gắng phát triển kinh tế. Rồi. Làm giàu. Làm giàu. Tết thì em sẽ ra. Rồi. Thỉnh thoảng ra. Rồi. Ra báo chú Hiền ơi, nhà chị là có 100 con gà. Rồi. Mỗi con 3-4 cân. Rồi. Lợn nhà chị đầy chuồng. Lợn đầy chuồng. Chị sắm tivi. Đấy. Chị sắm tủ lạnh. Rồi. Sắm điều hòa. Rồi. Đấy. Đúng không? Ngày càng phải đi lên chứ. Nó phải thế chứ. Bây giờ thì không phải lo tiền làm nhà nữa rồi. Rồi. Không phải lo là chạy mưa nắng chạy đi đâu nữa rồi. Rồi. Là cái máy ứng rồi. Đúng không? Máy, có nơi mà ra vào tuyệt vời rồi. Máy ứng ứng rồi. Ừ, chỉ việc làm ăn để mà phát triển thôi. Linh đi học không mất tiền rồi. Đấy. Con đi học không mất tiền. Đấy. Đúng không? Đấy. Nó tranh thủ làm thuê ở đâu hay là vừa làm vừa chăn nuôi. Đấy, kết hợp chăn nuôi. Xong rồi là nó sẽ đi lên. Đấy. Thật ra nếu mà để mà chăn thì chăn bò, à chăn chăn lợn. Chăn lợn với lại chăn gà, chăn vịt thì sẽ nhanh nhanh có quay vòng vốn. Hiểu không? Ngày, vài tháng mình sẽ quay vòng vốn nhanh. Ngày, Còn nuôi bò thì lâu lâu có đấy lắm. 2 năm. Cả năm đấy. À đang ngó con lợn rồi chị Yên, 2 con lợn. À. 2 con lợn rồi chị Yên rồi. To chưa hả chị Yên? Thả rau ăn hả? Kệ vấn đề gì? Kệ không vấn đề gì cả. Nó đứng 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 đây, đứng đây thôi. Mình ngó từ xa thôi. Rồi ok. Bắt đầu được rồi anh em ơi. 2 con lợn đẹp, ngó qua các bác xem thôi. Mưa cứ mưa đường ngày ngày nhờ. Một tạ, hai tạ, ba tạ, bốn tạ rưỡi. Bên này là hết rồi đúng không chị ơi? Hết sạch rồi. Này tối mới đậy ông hát vào đấy. Đậy vào ông hát. Gà chị ở nhà bà đây. À thế à? Đậy luôn rồi các anh Đông, đậy luôn rồi cho kéo lại luôn. Rồi.
rất là mừng nhà chị Hiên này các bác nhé, nhà đẹp rồi, ngon nghẻ hết rồi, rất phấn khởi. Đá còn ít đi. Hoàng Hiền kết thúc cái video ở đây nhé, hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền. Nó đỡ hắt được cái vế kia kín chưa? Kín rồi. À, nó hắt vào nó ướt. Được rồi, thế là ok rồi. Nó chào các bác đi. Chào các bác nha. À.